Tôm với lại hột vịt hả chị ha? Mỗi một cái địa phương thì có một cái cách cúng khác nhau, nhưng mà chung quy đi lại thì mong là xây nhà được làm ăn thuận lợi, rồi gặp được nhiều điều may mắn ha. Có mang cầu. Cầu, Cái kia xoài, xoài hả chị? hồng. Cầu dừa đủ xoài hồng ha. Đủ. Vừa tắt gỡ. Tắt đi. Cái phim giọng đá là vừa. Trời ơi. À, anh thợ dễ thương ưng lắm, anh hợp là dễ thương nhiệt tình lắm. Ô chỗ đó. Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì vườn hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Hôm nay là ngày rất là đẹp, ngày 19 tháng 9 âm lịch đúng không? Anh Màu Đồng. Đúng rồi. Ngày 19 tháng 9 âm lịch cũng là ngày khởi công xây nhà mới cho gia đình của chị Dứa, cô bác quý anh chị. Hôm nay hôm qua thì dầm một cái trận mưa hơn 5 tiếng 5 tiếng đồng hồ. Ở đây thì bây giờ triều cường nó lên rồi nè. Ôi nước ngập quá trời luôn. Nước này là triều cường á. Sao sáng mấy giờ chị Sáng 6 giờ chị chín gì hả? Nôn nóng quá hả? Ngủ ngủ không được. Ngủ không được hả? Thất công mà. À, ở đây xích là đây đi anh Đồng. Thôi mà ngủ không được chứ. Dạ. Nên thành thử là mưa mưa hôm qua là trận mưa kỷ lục luôn á. Ở đây thì chị có cúng là trà, rồi đây rượu, nước, bông hoa với lại trái cây. Ở bên đây thì chị có cúng thêm là một bộ tông sên gồm có thịt với lại tôm với lại hột vịt hả chị ha. Mỗi một cái địa phương thì có một cái cách cúng khác nhau, nhưng mà chung quy đi lại thì mong là xây nhà được làm ăn thuận lợi, rồi gặp được nhiều điều may mắn ha. Có mang cầu. Cầu, Cái kia xoài, xoài hả chị? hồng. Cầu dừa đủ xoài hồng Đủ. Hôm nay là không có đi bán đúng không? Không, hôm nay chị xin nghỉ một bữa đặng cúng nè, Dạ. để buổi sáng mình đi ở đâu có bán được đâu. Ừ, anh hợp vô ấy. Dạ, Anh hợp rượu, cho thắp nhang trà, cái. nước. Này cũng hả? Rượu, này rượu, này à, có nhang không chị? Khói hả? Nay 19 19 tháng 8. Anh gì quên tiếp rồi. Chị Dứa Dứa hả? Nguyễn Thị Dứa, Trần Ngọc Dứa, Trần Trần Thị Dứa đúng không? Trần Ngọc Dứa, Trần Ngọc Dứa. Hỏi với mình nữa mày, mình chính tâm có đồng hậu đại các nhà tôi chị Trần Thị Dứa, Ngọc Dứa, Ngọc Dứa đại về ăn uống nhậu nhẹt đậu hộ với chị. Công trình được suôn sẻ ha, nhiều điều thuận lợi. Ở chỗ tôi nhớ chị Lâm nè. Đưa nước đây. Sáng nay thì chị Dứa cũng đã cúng chủ đất thì cúng trước rồi. Thì sau đó tới anh Hợp khởi công thì anh cũng thắp nhang mong cái công việc nó thuận lợi á. Hôm qua là dầm dầm xe máy đi xuống đây là 5 tiếng đồng hồ. Ủa 10 tiếng nhưng mà 5 tiếng mắc mưa, 5 tiếng khô. Là dạng mưa, dạng trời mưa dữ luôn, từ đó từ trước tới nay luôn á. Từ trước đến nay là nó mưa này luôn á. Chắc biết là chị chuẩn bị cất nhà mừng á. Là không, ngủ không được luôn, cứ thức thao thức hoài ha. Rồi thêm anh đang té nữa, và máu tính ổng đi hôm qua. Đâu quên nữa, anh cũng bị té nữa cô bác quý chị. Máu ra thắng mặt mày con mắt gì không còn cái gì mắt ổng. Rồi đầu cổ nghiêng máu về chùi là ông này lấy giấy số xuống luôn, ông thấy ông chạy luôn mà. Chị chơi ùi mà 2 giờ chị run hết trơn vậy. Quá trời quá đất. Ồ nước đây vậy bước xuống sâu không anh Hợp? Hả? Chắc ngày nay nó mới rút cái khùng. Rồi à, đi đâu được đâu, nhà mình nó ra nhà. Ôi trời ơi, kìa. Ồ, phải trời nắng chịu nó chở đất được, mà trời mưa này đâu. Mưa vậy. Rồi lệnh bỉnh rồi. Dạ. Anh coi trên mạng là bùi hồ không mấy không lập mà mỗi năm là mỗi lên đó, đất là mỗi nước mỗi năm mỗi lên mấy tấc gì nè, nên thành nữ là cuốn cái nền lên cũng cũng cao cô bác anh chị. Mà cát ở đây vật tư ở đây mắc lắm, mắc hơn ở Đồng Tháp nhiều chứ không phải là chỗ bán nó mắc ha, tại vì ở đây là đất nước mặn á, nên là nữ là không có cát nhiều, phải chở cát từ cái những cái vùng sông Mekong á, nên là nữ kha mắc. Anh Tư không phát khỏi chưa? Anh Tư nào? Anh Tư như thật ngủ. À, anh phát giùm luôn hả? Phát giùm đó. Anh nghe mình cắt đó. À. Phát luôn. Mình đi nới lên xích lại đây đi.
nước quá trời. Vui quá rồi ta. Cái này mới sâu nè, cái này phải. À chỗ đó là cái chủng hay gì? Cái chủng anh Tư nghe anh Tư nói mắc thảy lên làm lộ nè. Cái này chủng. À, đáng lý ra ngày hôm qua thì anh Hợp phải gọi vật tư và sáng nay vật tư chở vô. À, tuy nhiên ngày hôm qua là xuống tới đây là khoảng 5 giờ chiều, đi hơn 10 tiếng ở cơ quán của anh chị. Và đi xong đuối quá, nữ là mưa cũng xối xả, mưa đến 10 giờ tối luôn. À, thật ra thì không phải là 230 cây số mà mấy anh em đi 10 tiếng đồng hồ, nhưng mà có nghỉ và đục mưa. Đục mưa cảm thấy mưa không tạnh thì mấy anh em mới dầm mưa đi luôn. Cảm xúc sao rồi? Cảm xúc còn không, ngủ không được. Vậy hả? Thức không, ngủ không được. À. Rồi thêm mà gào anh qua té đó, rồi gào cây ổng sợ ổng đi tử á. Khi ổng đi phải kêu chị. Bởi ổng yếu quá rồi. Anh giờ hết đi được luôn rồi. Hết đi được luôn hả? Hết đi được luôn rồi. Ổng nằm luôn rồi. Ổng đi là ổng cầm đầu, ổng đi là ổng cầm đầu không đó. Ồ, nhiều quá nặng rồi. Ổng nặng dữ rồi. Anh không biết sao, chị không biết. Máu ra bể đầu vô mày, máu kiếp kiếp luôn rồi. Đảnh có nói gì không? Ổng cứ nằm, ổng nói chuyện không nổi luôn em. Ừ. Ông đi cũng kêu chị nói máu gai chảy nhiều, cái chị kêu bệnh lại đi rồi tôi chạy về, mà đi phải đi lâu xíu nó khô máu luôn rồi. Dạ. Ừ. Mưa này là cũng làm cực cho mấy anh thợ quá anh Đồng. Giá gì bữa nay nắng nắng em chơi hút nước. Ô trời ơi. Anh Hùng ơi, từ trước giờ khởi công có thấy nước gì chưa? Chưa, chưa, lần này lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Coi nước mặn hay nước ngọt? Nước mặn đó anh. Biết thử biết thôi. Ngọt. Thử biết đâu. Nước mưa là nước ngọt. Ừ, chưa, chưa, tháng này chưa, nước mặn chưa tới. Này là mượn cái cây này của anh. Động thổ cái nhà mà ngay nước dâng cao này đây là khá luôn đó nha. Khá luôn. Nước dâng cao dâng vô đặc biệt đó. Ngay nước dâng cao mà. Chế à, chế. Chế có chừa bản qua cả hai sắt không? Hay là cắt sắt bển luôn. Chưa. Mình lát mái nhà mình lòi qua đó. Có chừa. Dài quá, chặt nữa sập cái em. Đúng rồi. Tắt gỡ. Như cái phim giọng đá là vừa. Trời ơi. À, anh thợ dễ thương ưng lắm, anh Hợp là dễ thương nhiệt tình lắm. Ô, chỗ đó nó còn lúng nữa đó. Lội nước mà để mà khởi công hả? Mới thấy hả anh Hùng? Cảm xúc về Cà Mau là thấy vui không? Hôm qua dầm mưa mấy ôi trời ơi. Hôm nay lội nước nè. Hái rau muống trưa chấm cá luôn anh Hùng. Bên đây thì mình cắt thôi, mình vừa chúng ta thôi, vừa chúng ta thôi. Dòng gì đây? Phật giáo cao cái thứ gì mình rồi cái. Không anh thợ này anh biết đường anh tính à? Con gì á? Giống như con dắt con gì á? Con gì đâu có dắt rồi đó. Dạ. Không phải quạt, con kiến gì á? Từ ngoài trước này dài ra tới ngoài sau là 10-20 hả chị? Từ mặt đường lộ này nè. Nhiều mét. Hôm trước là 16 anh Hợp. Thưa với cô bác anh chị thì cái công trình này á là anh Hợp mới thực hiện khoảng khởi công đến từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành luôn là khoảng 10 ngày là xong rồi. Có nghĩa là hôm nay là 19 thì nếu như mà điều kiện thời tiết thuận lợi á là khoảng 29 năm lịch là xong rồi. Không có mưa gió nha cô bác anh chị. Sợ nhất là mưa đâu. Mưa này là các anh thợ làm rất là cực. Các anh thợ ở nước ngọt thì xuống nước mặn các nhà. Lần đầu tiên các anh thợ đi vô cùng bỡ ngỡ. Đúng rồi. Từ nước ngọt về nước mặn mà
phải cầm cái nền phải ngập nước như thế này. À, xích vô anh, người ta chạy xe kìa. Cái con gì nó bây giờ anh đang căng dây, rồi sau đó anh sẽ kêu vật tư ở cô bác anh chị trong ngày hôm nay luôn. Là thông tin với cô bác anh chị là chỉ thợ hồ là chỉ có 3 anh thôi, 2 anh thợ 1 anh phụ, còn sau này khi mà anh Vũ thợ sát xuống thì khoảng 5 người nữa. Có nghĩa là khi làm hoàn thành cái công trình hồ á thì sẽ đến cái công trình sắt sẽ hoàn thành luôn cho chị cái phần đó. Chẳng là ai cũng nói chị Linh là vừa xinh gái mà có cái bàn tay đẹp nữa. Chế đây có gì không mà? Em hôm trước nghe nói là sau khi bán nền xong là chị có làm phước nữa hả? Chị không á chị Tư. Mua gạo lâu phát lại. Mua gạo cho anh em rồi cho tiền mẹ, tiền chị em. Tôi cũng phải 300, 500 cho chế. Cái này 300. À, chế nào? Chế này. À. Chế gì? Thì tôi nói chú nghe. Tuy rằng nó không có bao nhiêu hết trơn á. Rồi mình có thì mình san sẻ cho chị em chút đỉnh vậy. Cũng đỡ lương tâm mình ức đắc, nó cắn gứt. Làm gì cắn gứt? Không biết. Mà yêu cầu có tiền thì tính cho. Rồi đặt rồi cũng lãnh tiền Covid đó. Đừng chịu gửi. Thì tiền của ổng thì cũng phóng sanh hết 900 mấy rồi. Tiền của tôi cho hết phần nữa. Cho người già đó 100. Nhưng mà em với ông này là lương tâm gụng găng hết rồi. Hết cắn gứt rồi. Kỳ thôi, nó ngọt, nó kỳ lắm. Nó tiền mới là tính. Nó ngộ vậy á. Nhưng mà ngày hôm nay là bán cái này cho chị Dứa, là sang cho chị Dứa là thấy vui không? Vui. Vui hơn cho mấy người khác không? Vui cho bả. Cho bả cái khóc nó hoài đây nè. Sang để cho con đó mà thấy bả tội nghiệp quá à. Mình hoàn cảnh hai con thì nó dù gì nó không có thì nó cũng về bên chồng. Nó có đất. Đó, nó cất nhà được. Vậy đó. Mình suy nghĩ vậy đó, thấy bả tội nghiệp. Chị có thể nói về cái vấn đề triều cường này có thường gặp giống vậy không chị Linh? Không. Mấy rồi tôi ở mười mấy năm nay rồi đó, không có mà không có ngập cái gì chứ, chỉ là có hồi hôm qua nay là mưa có chục tiếng lần mới ngập thôi. À. Chứ ngoài ra là không có ngập luôn đó, chị em ở đây đó. Tới chiều tối đó. Vậy là thông tin với cô bác anh chị như thế này, nền này không có thấp bằng mặt đường và đây là một cái hiện tượng rất là hy hữu trong mười mấy năm qua. Tại vì mưa hôm qua phải nói là gần 12 tiếng đồng hồ mà lượng mưa rất là lớn luôn. Nên là nữ là nước triều cường ở dưới sông nó dâng lên. Chứ ở đây là cuốn nền lên 3-4 tấc là chuyện là không bao giờ ngập rồi. Không bao giờ ngập. Tại vì ở đây là về đây có 20 năm rồi đó. Không bao giờ ngập, cái nền nhà tôi không bao giờ ngập đó. Ở đây tình làng nghĩa sớm phải nói là giặt giàu lắm nha. Không biết chị Dứa hôm nay các nhà là anh Tư cái bên cặp dách đó là phát cỏ hết à. Anh Tư nói bữa nay là tặng rượu cho mấy anh thợ nữa mà. Ông phát cỏ mấy ngày trước rồi đó, khô cỏ rồi đó. Dạ. Mẹ đời của Đức mới được. Dạ. Đi đó hả? Trời ơi, dạ. Nói bà Phan nè, tôi nói hoài nha. Bây giờ cũng có người đã hỏi như đó. Mà bà Dứa ơi, bà Dứa, tôi muốn sang trai, tôi sang cho bè đó. Bà chỉ Dứa. Mà chánh quyền luôn, không phải đó. Này là nắng lên thấy đẹp rồi đó. Hôm qua là mưa hết nước, bữa nay cho các anh thợ làm để khỏi vui vui. Nền này hơi xéo xéo đúng không anh Hợp? Anh Hợp ơi. Hơi xéo. À lấy ganh cho nó vuông lại. Bờ ngang này là 4 mét. Này là phải căng dây trước cô bác anh chị. Anh Hợp, khi nào anh mới chạy đi gọi vật tư? À, cũng thương nên thợ lắm. Hôm qua đi cũng dầm mưa hết một đổi khoảng 5 tiếng đồng hồ. Hôm nay xuống là tranh thủ phải làm sớm sáng. Thì các anh em có đi uống cà phê ở đây nè, rồi sau đó là ăn sáng, rồi tiến hành vô đây để mà làm luôn. Các anh nói là làm luôn kể cả ngày chủ nhật với cô bác của anh chị. Vì nhà xa, thành nữ là cố gắng làm cho nó nhanh càng sớm càng tốt luôn. Anh Hùng thì cô bác anh chị biết anh đã xây cái nhà vệ sinh út nhất á, là tô là không có gớt hồ luôn. Anh cũng mười mấy năm, 20 năm trong nghề. Anh Hùng năm nay là bao nhiêu năm trong nghề rồi? Anh hả? Dạ. Hai mấy 30 năm hả? Lúc chưa có vợ mà. Chưa có vợ luôn hả? Lúc chưa có vợ. Hồi đó là vợ mê anh tô hồ quá theo anh luôn hả?
quá. Hay sao? Đâu mà nói thì chơi quen, chứ lúc đó thì đâu nói mình làm nhà hồ đâu. Dạ hả? Làm nhà hồ dễ như lên. Chớ nhiều cô chú trên mạng là thấy cái cách anh tô hồ là thích lắm á. Sao anh? À, có nghĩa là xây là ở trong chừa gao không? À. Cái nền nhà là từ đây nè. Từ đây chở ra sao? À. Nữa có cái giả gần không làm được. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là chừa trong đây ra ra ngoài đây là nhiêu ta? Khoảng mét rưỡi không? Tới trụ luôn hả vậy? À. Tới trụ luôn chắc khoảng mét 3. Mét 3. Còn ở cây đó là sao? Cầm cây trong là sao? Cái đó không bỏ. Bỏ ha. Còn nền nhà là từ cộng dây thun này ha. Cái gì sao? Mà giờ cái sao tuốt ra sao? Tuốt ra sao? Cái nhảy ra à. 3 mét nữa đó. Mới đủ. Mới đủ là 12 mét ha. Ừ, còn này thôi làm máy giả ra ngoài này đi. Nè. À là máy giả giống như vậy ha. Máy kết ra. Giống như những tụi muốn lắm một chút xíu nè. À. Ừ, dạ. Đúng rồi, vậy rồi. Ờ ok anh. Dẹp chấu nó sẽ cẩn cái mình để à. Cho đổi để xi măng luôn. Ừ, để xi măng trong này chứ để ngoài ướt hết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Còn nếu chuyển sắt về á thì đúc ở trên đó, vô nhà đó luôn. Ờ. Bảy này kia đỡ để đổ. Đặt cái sắt kia để mình làm cái nền rồi xong mấy kia mới. Còn cái. Vậy là cảm ơn anh Tư nhiều. Cát đá gì đó cái việc đổ ở đó. Dạ. Rồi cái mình bơm nước lên đó. Thì nữa mình trộn hồ đây nè. Xách qua. Ừ, hoặc giả là trộn hồ đây mình xách vô. Thông tin với cô bác của anh chị là anh Tư là cho nước luôn. À, tặng nước ngọt luôn á. Này mười khối luôn nè. Thì nhiêu à. Cho là làm rồi cái nhà luôn mà. Dạ. Nước nhiều lắm. Ừ. Muốn trộn thì nó trộn. Thậm chí là anh Tư là nói là mấy anh thợ là nên ngủ ở chỗ này luôn. Nhưng mà thông tin với anh Tư là mấy anh thợ là ngủ à, muốn đi chỗ khác rồi đi à. Dạ. Có chỗ ngủ luôn. Dạ. Mấy anh thợ là ngủ ở ngoài kia cho nó tiện. Ừ. Dạ. Thì tùy mấy anh thợ à. Dạ. Mấy ông đòi ngủ ở nhà gụ kìa. Mấy ông tỉnh nước vậy thì nó quá hẹp. Mấy ông tỉnh nước vậy mấy ông uống. Thì chị kêu cà phê giùm em. Sáng một cử, chiều một cử, sáng 9 giờ, chiều 2 giờ ha. Chiều 2 giờ chưa chị bán xong rồi cái. Không, chị cứ nói với cái chỗ làm cà phê á. Rồi đến giờ đó người ta tự đem, mình khỏi cần điện nữa. Nha. Dạ. Vậy là anh Hợp thông tin đó cô bác của anh chị, nước như thế này thì không thể nào làm vào buổi sáng được. Sáng nay chị cúng rồi động thổ để mà khởi công thôi. Thì chiều nay các anh sẽ làm luôn. Nếu như mà một tí xíu nữa mà nước có giật á thì sẽ tiến hành làm vào buổi chiều luôn. Tại nước cũng kháng này cũng khá là nhiều mà thủy triều nó đang rút xuống á. Nên anh bây giờ anh Hợp phải về cái cửa hàng vật tư nông nghiệp để mà gọi cái vật tư đó cô bác của anh chị. À, thôi thì chắc có lẽ là đoạn video clip này thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem đến thời điểm này. Cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân ha, cũng như là bạn hàng rồi đã hỗ trợ cho gia đình của chị Dứa. Cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều luôn. Còn danh sách mạnh thường quân thì Bùi Hồ sẽ công bố sau, cũng như là cái kết cấu của ngôi nhà cô bác quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.